chưa đấy. Là xe ô tô kìa. Ở đây chứ. Đây là chùa. Đúng rồi. Đây chính là cổng tam quan chùa Ba Vàng. Nào đi đâu đây? Ừ, có thông ngã đấy. Đi nào, đi nào. Đi tiếp nào. Ừ. Thank you.
hàng thì cắt gì lầm đấy. Có này có mà. Ba. Đây dưới đây thành phố Uông Bí. Xa vai. Dì anh này, mẹ ơi. Ta nhìn này. Vâng. Ngồi đây mát nữa. Dạ. Đi cầu đi. Ở đây giống như cầu vàng ấy nhỉ? Cầu vàng mà. Mang cái cây gì đó. Chợ không? Hả? Chợ không? Đấy nha. Chợ này, chụp cái nhà ở thẳng lên đây nè. Đâu rồi, lại đây không? Vâng, vâng. Quay đây, quay đây. Mẹ tấm em. Con cái chỗ này đẹp này. Đẹp quá, trông người ta đẹp quá luôn mà. Kêu lá kêu vườn thì cho. Cường á phải đào tạo cho mấy chục năm trời mới được. Có đi nhiều không biết. Bi ơi. Bi ơi. Bi ơi. Chưa ăn chưa? Con được ăn rồi, con nghe thằng hai anh bảo lúc kêu đi cho con nghe. Con đi đứng đây, đứng đây chuẩn bị này. Không, đứng đây đi. Xuống đây đi. Con chưa được khám phá nhiều. Thôi đừng có đứng nữa.